Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài âm tr. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đây là âm tr. Chúng ta cùng đọc nhé. Tr. Tr. Đây là âm tr in hoa. Đây là âm tr in thường. Chúng ta cùng đọc là tr. Tr. Các bé lưu ý, khi đọc âm tr, chúng ta cong lưỡi lên nhé. Và bây giờ là các ví dụ có âm tr. Cô có tiếng tranh có âm tr. Cô có tiếng trâu có âm tr. Cô có tiếng tre có âm tr. Cô có tiếng trái có âm tr. Âm tr là những âm cô có tô màu đỏ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cách viết âm tr. Tr. Chúng ta cùng xem lại nhé. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!